Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft siêu bí kíp luyện rồng. Và ở sau lưng mình là hai quả trứng rồng. Sau thời gian chờ đợi thì nó cũng đã up xong rồi. Quá là đã luôn. Hôm nay thì sẽ có hai bé rồng mới về đội của mình ha. Mình sẽ cho lần lượt là rồng Blaze Falcon trước đi. Blaze Falcon thì mình sẽ cho ra trước ha, tại vì mình up trước mà. Mình sẽ đặt ở bên đây. Blaze Falcon. Đó, em này là hơi bị đẹp luôn, mình thấy trong cánh rừng nhiệt đới á. Đúng á. Em này thiên gì lửa ha. Quá là đã. Gì đây, em này ăn gì? Em này ăn thịt. Oh, được. Ăn đi em. Đấy, đây chính là Blaze Falcon á. Nhìn cái phần đầu ấy, có cái nét nét gì đó giống phụng hoàng gì đó. Rồi, giờ thì tới em rồng thứ hai là rồng Hyperoptera ha. Trứng rồng này thì mình lượm ở dưới nước, hình như có hình dạng giống như cái em đằng kia gì đó. Không biết có chính xác như vậy hay không. Nhưng mà màu cái trứng thì khá giống màu em rồng nữa luôn. Thử nha. Em này là Hyperoptera. Yep. Ui, chính xác luôn rồi. Y rang luôn kìa. Ui sao mới, mình mới triệu hồi sao bơi đi đâu rồi. Quay lại nào. Trời ơi, mình mới triệu hồi xong bơi tít đằng kia luôn à. Ui, có vẻ cái em này khá là thích bơi lội ha. Đúng là rồng sống ở dưới nước. Mình mới cho ra ngoài thôi mà đã bơi nhanh như vậy rồi. Ui ui, lên bờ đi cũng rất là nhanh nha. Dễ thương vậy. Thôi ngủ đi. Cho mấy em ngủ để đừng có đi lung tam tung á. Em này thì ăn cá. Chưa, để vô coi trong này còn cá không vậy. Không còn với câu. À còn, hên quá. Thì cho ăn trước đã, không thôi mấy em rồng bị đói. Xong phim rồi ha. Hiện tại thì mình cũng có khá là nhiều những cái đồ ăn cho rồng đấy. Nhưng mà mình vẫn chưa cho mấy em này ăn được đâu. Tại vì đằng kia còn em sợ tôm và con chưa có được lớn á, nên phải chừa cho sợ tôm và con nữa. Hai em này thì từ từ đi. Thịt còn nhiều mà, không có vội đâu ha. Rồi, đi qua đây giờ mình sẽ cho. Ui, sao lại đi theo anh? Ngồi xuống. Đừng có đi theo nữa. Rồi ok, vậy đi. Mình sẽ cho Storm Falcon ăn ha. Qua này không có cho ăn nè. Đói meo luôn rồi. Đấy, và Storm Falcon là một cái giống rồng kiểu như có kích thước nhỏ, nên mình nghĩ sẽ ăn rất là nhiều thức ăn cho rồng thì mới đủ cấp để cưỡi đây. Khá là lo ha. Rồi, giờ thì lần lượt là chia đồ ăn ra đút cho rồng ăn thôi. Ăn nhanh cho mau lớn em ơi. Sợ tôm pha canh. Nói chung á, những cái em rồng trong rừng á, hầu hết đều có cái màu sắc rất là đẹp, cũng như là kích thước không được to cho lắm ha. Mình thấy vậy á. Rồi, không biết ăn hết cái đống thức ăn này có đủ cho mình cưỡi hay không đây. Mình đoán là cấp 25 vẫn chưa cho mình cưỡi đâu. Đây, mình sẽ chia ra để cho ăn tiếp ha. Cái công đoạn cho rồng ăn này phải đòi hỏi sự kiên nhẫn rất là cao luôn á. Rồi, cấp 20 rồi nè. 22. Rồi cấp 25 rồi. Lên cấp 25 là ở dưới giống như cái gì đó của con gà. Con gà cũng có phần ở dưới. Ủa trời, rồng mà sao mình nói giống con gà kỳ vậy ta. Nhưng mà giống thiệt. Cái này mà ra thêm cái cửa nó là y gan con gà luôn á. Rồi ăn đi em. Anh chọc xíu ơi. Đừng tự ái nha. Cưỡi chưa? À cấp 29 vẫn chưa cho cưỡi. Ok, tiếp tục thử lên cấp 35 coi. Cấp 35. Ôi, chưa. Nè, cấp 35 nè. 35 vẫn chưa cho cưỡi nha. Đó. Ôi, cưỡi được rồi nè. Ô, như vậy thì 35 là đã có thể cưỡi được Storm Falcon rồi. Yay boy. Ủa. Ê, ba em. Nice. Ở đằng đây có cái em. Hình như đây là Thunder Room thì phải. Ủa, thường thường Thunder Room là màu xanh mà ta sao cái Thunder Room này lại màu tím. Thường thường những cái em rồng Thunder Room này á, làm sẽ có màu xanh nha. Em này có màu tím giống như là dạng hiếm vậy á. Mình không biết là mình có nhìn nhầm hay không nữa. Đã thiệt. Để mình lượn qua góc bên đây coi.
Đằng trước góc bên đây á, mình gặp có một em rồng màu đỏ rất là đẹp luôn. Storm Stratus á, mà màu đỏ luôn. Không biết bây giờ còn hay không nè. Nè 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 nè. Thường thường Thunder Room sẽ có màu xanh như vậy mà còn em Thunder Room kia thì màu tím luôn. Rất là lạ. Coi Storm Stratus còn ở đây không? Rồi. Em bay mất rồi. Hôm bữa mình gặp em màu đỏ bên này nè, đẹp cực. Rồi, giờ mình sẽ test cái khả năng bay của Storm Falcon coi. Bay thì cũng ở mức tương đối nhanh thôi á, chứ không có được gọi là quá nhanh nha. Cũng ổn á. Nhưng mà có một cái nhược điểm mà các bạn thấy ở những cái loài rồng nhỏ nhỏ này là gì không? Đó chính là lượng máu rất là ít luôn. Cái này chỉ có một hàng máu với thêm một trái tim thôi. Đây, mình lại gặp thêm một em Storm Stratus màu đỏ nè. Đây là hàng hiếm á nha. Wow. Và trong đây không có cái chức năng mà kiểu như mình thu phục rồng ngoài tự nhiên á. Chứ mình là mình hơi bị ghiền cái em màu đỏ này luôn á. Rất là đẹp luôn. Rồi Storm Falcon của mình đâu rồi? Kìa. Đằng kia còn có cái em cái đó gọi là gì ta? Storm Cutter, đúng rồi, Storm Cutter màu xanh. Quá trời rồng hiếm luôn rồi. Màu hiếm á. Sao mình nhỏ ta, mình không có ấp được cái trứng nào hiếm hết. Ra trứng kiểu thông thường thôi ha. Nè. Nhìn là ghiền luôn á. Còn đây là rồng gì đây? Đây là rồng Ace. Ồ, rồng Ace thì mình cũng đã gặp một lần trong một chuyến đi khám phá gần đây rồi. Mà có điều chưa nhặt được cái trứng thôi. Để mình lạng lạng vòng vòng đây coi mình gặp cái tổ rồng nào không. Tại vô đây cây hơi nhiều nên mình không có cưỡi được. Mình đi bộ ở dưới cho chắc ha. Ủa, như vậy thì khúc này không có cái trứng rồng nữa hết. Khá là đáng tiếc luôn. Để mình thử mình đi thêm một đoạn nữa coi. Như thế này. Ủa sao ở đây có nhiều em rồng bị mắc kẹt vậy? Đúng là dùng đất rồng luôn á. Quá trời quá đất rồng rồi. Đủ loại rồng rồng luôn. Thích thiệt ha. Kiểu yên bình á. Mà may là không có cái con rồng vua nào ở đây. Nãy giờ mà có con rồng vua chắc nó chưởng mình vài cục là mình đi rồi đó. Trong đây chỉ có con rồng vua là nguy hiểm thôi. Kìa coi rồng mi kìa. Trời ơi, rồng mi bay kiểu phong cách vậy. Bay mà ngước cái cổ lên trời á. Quá chiến luôn. Phía xa xa em rồng gì màu tím tím vậy? Hình như đó là rồng 7 màu thì phải, cái đuôi 7 màu kìa. Wow. Lẹ qua đây khúc nè. À khúc này là khúc bên bờ biển rồi. Ok. Khúc bờ biển này thì lần trước mình đã đi rồi. Thôi chắc bây giờ mình về nhà mình chuẩn bị cho một vài công việc khác cái đó. Định đi vô cánh rừng này mình kiếm thêm trứng rồng á. Nhưng mà hơi nhỏ, không có thêm cái trứng rồng hết. Thôi, mình sẽ kêu... Lộn em rồng. Mình sẽ kêu... Đây. Rồng... Play Falcon ra. Ủa, nhầm. Rồng gì ta? Storm Falcon. Đúng rồi, Storm Falcon. Cứ bị nhầm thôi. Đói. Ủa, ngủ rồi hả? Thôi, ăn miếng đi. Rồi thức dậy cho anh cưỡi nè. Rồi, xong phép. Đây. Mình phải dụ mới được. dùng thức ăn dụ mấy em rồng. À sẵn tiện đây mình sẽ test sức tấn công của Storm Falcon ha. Đáp xuống hơi chậm nha. Rồi mình sẽ tấn công thử coi có chết con zombie không. Wow. Trời, các bạn nói gì đi, đừng có tưởng máu yếu là hàng dởm nha. Trời, con zombie ngồi không gió hả? Ăn một quả cầu của Storm Falcon là đi liền, không nói nhiều. Ép thiệt. Bên kia có gồng vua, né ra bên trái có gồng vua kìa. Mình sẽ cà khịa gồng vua luôn, cà khịa gồng vua. Úi xời, cà khịa liền. Thấy mình cà khịa dữ không? Ôi, cái đó gồng vua của mình á. Oh no. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Ôi no. Trời đất ơi, cái em đó là rồng vua của mình á. Mình zoom lên mình thấy cái tên mình mới biết á. Oh no. Tự nhiên mình đi quýnh bé rồng của mình. Mà hên là rồng vua trâu, không sao. Cái đó chẳng khác gì gai ngứa rồng vua đâu. Mình biết rồng vua mà. Thôi ngủ đi em. Khuya rồi đi ngủ đi. Anh cũng đi ngủ nữa.
con hồi quái nó tới nhà nó đòi nó đòi cống nạp bây giờ. Rồi, và công đoạn test rồng đã xong rồi ha. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi làm vũ khí mới. Tại vì cái cây này mình thấy tuy sát thương nó có thấm thôi, nhưng mà cái khả năng mà cận chiến của nó thì không có tốt lắm. Ở đây những cái loại vũ khí làm bằng xương rồng á, mình thấy có một cái cây saber nè, nó có thể tăng được sát thương khi mà đánh vô những cái con mà không có mặt giáp á. Rất là hiệu quả ha. Mình sẽ làm thử cây saber này để coi coi chiến đấu nó có tốt hơn không. Nhưng mà để làm được nó thì mình cần phải có thêm một cái xương nữa ta. Ủa cái gì đấy em? Sao tôm cutter bị gì rồi? Oh no. Yeah. Tự nhiên bay xong mắc kẹt vô cái nóc nhà. Bố tai luôn. Mình sẽ lấy một khúc xương Wither nè. Rồi một cái que. Và một cọng chỉ để mình làm cái handle. Đây, rồi, làm thôi. Xong làm cái Wither Bone handle ha. Cuối cùng là mình sẽ cho vô bàn chế tạo theo công thức này. Và trong tương lai nếu mà mình có máu rồng á, thì mình hoàn toàn có thể nâng cấp cái cây saber này thành một cái cây saber máu rồng á, để tăng hiệu quả và chất lượng của nó thì hơi dởm rồi. Không thích tí nào cả. Mình sẽ sửa. Khoan. Tự nhiên cho xương thường. Phải là xương rồng chứ. Oh no. Đây cho xương rồng vô. Hy vọng là tăng chất lượng lên nha. Legendary luôn càng tốt. Bùm. Sao giảm rồi vậy? Mình chơi lớn luôn, mình lên chừng nào Legendary thì thôi. Ken. Ui thôi 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 thôi, không tham đâu. Ken là tốt lắm mày. Nó vừa tăng cái tốc độ tấn công và vừa tăng đam rồi, nên mình sẽ không có đòi hỏi gì thêm ha. Rồi xong phim, mấy thứ lạc vặt mình sẽ cất vô trong bớt. Kiếm vứt ở nhà luôn. Ừ, và hình như mình có cái, có cái quyển sách nhạc ba đúng không ta? Ủa hình như mình dục ở đâu rồi trời. Ừ. Ủa có đúng không vậy? Mình để đâu rồi? Mèn đất ơi. Đồ đạc dục lung tung quá đi. Mình sẽ đi cường hóa cây saber này lên một xíu ha. Ra dòng gì mình cũng lấy hết á. Tại vì cây này chưa có được cường hóa ép luôn. Multi strike cấp độ 5. Lậm cấp độ 5 mà thấy xịn xịn rồi đó. Cho mình chậm hỏng nè. Và cho sắc bén 5 nữa. Bây giờ sát thương của nó là 9.5 rồi. Cực kỳ mạnh luôn á. Và có vẻ Storm Cutter có vẻ đang muốn đi khám phá cùng mình hay sao nè. Nãy giờ cứ đi quanh quẩn quanh mình thôi. Hay là đói ta? Đói thì anh cho ăn. Đây 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 đây, đồ ăn đúng không? Mình sẽ để đồ ăn đúng chỗ một xíu. Nè cho em miếng thịt kìa. Đâu rồi? Ở đây, lại đây, lại đây. Xuống đây cho ăn nè. Ơ, giỏi à? Ừ. Xuống đây nào. Rồng giỏi rồi. Không giỏi lắm đâu. Xuống đây. Bây giờ ra lệnh xuống cũng khó chưa. Rồi, chờ rồng đang đáp xuống nè. Nè, cho ăn miếng nè. No chưa? Đấy, no rồi đó. Rồi, và bây giờ thì... mình còn 6 khúc xương nữa ta. 6 khúc xương cho rồng ăn nè. Thôi mình sẽ ưu tiên cho Play Falcon trước á. Tại vì Play Falcon chào đợi trước. Nè. Cho em ăn hết luôn á. Ui. Ôi. Ôi trời ơi. Con chuột mình bị lấp bullet. Mình dục ra ngoài cái rồng ăn hết luôn rồi. Rồi. Hai rớp Terra nhịn luôn rồi. Thiệt luôn á, giờ mình đánh thì không được tại vì còn bé quá. Chứ đánh được là mình đánh hai đòn liền. Quá trời quá đất rồi, rồng quá trời. Không chấp nhận được. Rồi mình sẽ triệu hồi Storm Falcon ra một cái. À đây đây đây, Storm Falcon đây. Đi cùng Storm Falcon đi khám phá thôi. Tại vì hôm nay Storm Falcon mới lớn mà. Phải dẫn Storm Falcon đi khám phá chứ. Rồi để coi dùng đất hôm nay đi là hướng nào đây ta. Mình xác định coi. Mình nghĩ hướng này đi. Hướng này có vẻ lâu rồi chưa đi nè. Và gần đây hình như còn có cái thuyền mà mình chưa có khám phá nữa. Chắc mình vô đây mình khám phá luôn đi. Hi. Ủa khám phá chưa vậy? Sao mình không thấy quái hết trơn vậy?
khám phá chưa? Ủa khám phá chưa nhờ? Sao mình thấy không có quái gì trơn á? Oh no, sao mình đập không được? Ui sao nhiều sách phép vậy? Ui có nhạc ba nè, lắm. Xương đem về cho đồng ăn. Cuốn sách. Găng tay leo trèo. Cái này thì... cái này có thể chọi được á. Nó có sức nổ tương đương với một cái... cái pha lê ẻn á. Nghe căng thẳng vậy. Nè bây giờ mình đập không được nè. Bực thiệt á. Ui quá trời đồ luôn. Đập 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 đập. Kiếm chát thêm, kiếm chát thêm. Ui ăn gà nữa. Ăn thịt gà luôn. Mần thịt gà luôn. Rồi coi lựa lại. Bây giờ mình sẽ có xong mình sẽ lựa lại ha. Mấy đồ nào không cần thiết mình vứt ra. Ui trời tính ra toàn là đồ không cần thiết luôn á. Kỳ vậy. Chỉ có một xíu đồ là hữu ích thôi. Ở dưới này có zombie nè. Ô ô ô. Này hơi đông nha, hơi đông nha. Mong sao cây cyber này đánh mấy cái con mà không mặc giáp như vậy thì hơi bị đã luôn. Mặc dù nó 30 mấy máu lận, nhưng mà với 2 chặt thôi là nó sẽ đi die liền. Rồi tiếp tục là sách phép các thứ. Ui có cuốn sách gì nữa nè. Quá trời xương luôn. Chuyện này mấy em rồng tha hồ mà có đồ ăn rồi. Rương trên lại là một cái mắt kính. Cái này thì tốt nè. Mình có thể miễn nhiễm được với độc, cũng như là độc quy đờ luôn. Quá im, quá im. Vậy thì mình nên lượm ha. Ủa nó lại xuất hiện người đóng vậy. Ôi cái. Ủa mà được á. Cái thịt zombie này một số em rồng ăn được. Hay là mình săn luôn zombie này mình lấy thịt ta. Cho ăn rồng, cho rồng ăn đỡ tốn. Ok, giờ đang khó khăn thì cho rồng ăn thịt zombie đỡ đi ha. Rồi cái này một xíu mình sẽ test sau. Còn mấy thứ lặt vặt thì mình sẽ tạm thời mình vứt ra cho nó trống kho đồ mình trước ra. Vàng mình có rồi vứt luôn. Cái này thì mình có thể đeo vô được á. Đó, mình có thể kích hoạt lên để miễn nhiễm với độc Wither luôn. Ok, vậy thì mình chần chờ gì mà không kích hoạt lên ha. Này chừa lại cho rồng ăn. Rồi xong phim. Đi em ơi. Đó thấy chưa. Mình dục đồ ăn ở dưới mà em rồng cũng lụm ăn nữa nè. Cơ hội thiệt. Ui trời ơi đáp cái gì mà lọt xuống nước của em. Mèn đét ơi. Đáp cái gì mà cho lọt xuống nước rồi. Một hồi nghẹt. Nghẹt thở bây giờ. Đi ra đi. Trời ơi em ơi là em. Đáp một cái lọt xuống nước luôn. Bay lên. Cố lên. Gồng mình xuống nước là bay không nổi luôn á. Chết rồi. Giờ sẽ ấm em rộng lên đi giờ. Ý vui. Ý mại không à. Thiệt luôn á. Bây giờ mình sẽ lên trên này. Để kêu cái câu lệnh em rồng bay lên coi. Bó tay luôn á. Bay lên không nổi luôn rồi kìa. Ẩu đậu quá đi. Thôi để mình vô đất liền để cho em rồng biết đường mà bay vô. Thiệt luôn á. Đó. Bây giờ mới bay tèn vô kìa. Qua đây. Bó tay luôn. Qua đây coi. Mệt thiệt á. Ui còn té nữa. Đi. Một xíu thì mình sẽ test cái này. Cái Dynamic cấp độ 4 nè. Ủa mà sao em rồng mình đi. Thấy chưa, em rồng mình hay đi phượt lắm nha. Đi phượt qua tới bên đây luôn rồi nè. Rồng vua của mình á. Sợ thiệt. Đi tiếp. Ở đây có em rồng Halo nè. Đây là em rồng mà canh giữ cái trứng mà lần trứng rồng Halo của mình luôn á. Không có em đó thì chắc mình không có cái trứng rồng đâu. Ở đây có em rồng mới, Từ, đáp xuống. Để mình coi. Đây là rồng Tigris. Ui, như con cọp ấy. Rồng mà nhìn như con cọp ấy. Ui, coi kìa, nhìn cái mặt ngầu thiệt. Coi, có cái trứng. Ui, sao em rồng này phun. Ui, trời. Ủa, mình có nhìn nhầm không vậy? Hình như em rồng này đánh rắm ra lửa. Oh no, cái gì đây? Con nào tấn công mình?
con rồng này, con rồng Tigris này. À, láo tét, láo tét. Nó đánh rắm ra lửa, nó còn đánh rắm để tấn công em rồng mình nữa. Khốn kiếp thiệt. Con rồng đánh rắm ra lửa ha. Trời ơi, chuyện lạ có thiệt nha. Ủa, mà coi em rồng mình mắc máu chưa? Mình xét cho ăn để hồi phục lại. Không biết ăn thịt zombie có hồi phục lại không nữa. Cũng có đấy, nhưng mà hồi không nhiều lắm á. À, không sao, sẽ cho ăn ăn để no luôn. Rồi qua đây, đi tiếp, đi tiếp coi. Hôm nay phát hiện ra là rồng như con cọp luôn, rồng Tigris ha. Giống như là nó một cách đọc khác của từ tiger ấy nha. Mình nghĩ chắc vậy á. Tigris, tiger cũng có nét nét gì đó đọc giống nhau ha. Rồi bà qua đây. Ui ban đêm luôn rồi hả, ghê vậy. Mình sợ nhất là đi ban đêm ấy. Nguy hiểm, nguy hiểm. À, tòa tháp này hình như mình khám phá rồi. Ok, bỏ qua. Cái gì khám phá rồi, bỏ qua. Đánh lại sức tấn công coi. Sức tấn công cái con zombie dân làng này. Bay lên xíu mời, bay lên xíu. Không thôi, bọn chúng cạc kìa đấy. Zombie dân làng. Ui, tấn công một, tấn công một. Tấn công một, không sao, không sao, không sao. Làm lại, làm lại. Từ 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 từ. Phải nhắm chuẩn mới được. Nói chung á, điều khiển rồng mà ha, để ra lệnh cho rồng tấn công như vậy là rất là khó luôn. Đòi hỏi mình nhắm phải rất là chuẩn thì mới được á. Đó, cho mình nhắm gì mà còn hụt rồi. Lại 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 lại. Ui. Bắn hụt hết rồi, no. Thôi bắn trúng quá. Lần này thì bắn trúng nha. Lần này thì bắn trúng nha, dăng dính nhách luôn. Phun lửa. Đó. Nhưng mà ngọn lửa của rồng thì không được khỏe cho lắm á. Thôi hết hơi rồi, hết hơi rồi. Ui chạy 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 chạy. Hết hơi rồi chạy thôi. Thể lực em này cũng có giới hạn á. Phun lửa được một xíu là hết hơi à. Nên mình cũng phải té thôi. Té là thượng sách. Rồi phía bên đây có thêm hai cái chỗ. Ủa thật sự luôn. Được đấy, cho rồng ngủ đi. Mình sẽ đi xuống đây. Vô đây. Coi coi đây là pháp sư hèn hay là pháp sư hung dữ. Hung dữ là mình lấy saber, mình ký đầu liền. Yên tâm, yên tâm. À pháp sư hèn, pháp sư hèn. Đây là pháp sư băng luôn ha. À, và coi pháp sư băng có sát. Pháp sư băng không có sát. Và pháp sư băng sẽ đổi cho mình những cái kỹ năng như là Ice Cream. Frost Step. Ô, bước chân băng. Quả bóng tuyết. Mấy cái này thì hiện tại thì mình chưa có dùng được. Cấp của nó hơi cao á. Và có một điều cực kỳ quan trọng là mình không nên mượn cái bàn này nha, nếu mình không muốn kiếm chuyện. Ui nhưng mà mình thiệt ra là Nói không phải ấy chứ, nhà mình cũng đang thiếu cái bàn này. Điều kiện cũng đâu cho phép đâu. Bởi vì thôi cũng không cảm đi chứ. Người ta khó khăn lắm người ta mới. Ui, cái cúp mình đào không được, số cây thế nhỉ. Cái cúp mình đào không được. Để mình thử mình ao ra vô lại coi. Vẫn không được. Cây tí không lỡ. Còn cái nịt nha. Mình để ý cái bạn nó hơi lâu rồi đấy. Ok, hên là cúp mình đào không được thôi. Chắc về mình đổi cúp luôn. Bực lắm rồi. Đi lên trên đây coi thử coi. À đây cũng là một pháp sư hiền. À, đổi cho mình cái này thì mình có thể kiểu như là kiến thức gì đó. Nói chung là liên quan đến phép thuật á. Còn này là cái nâng cấp ha. Quầy quyển sách toàn là sách xịn không mà mình không có đem theo cây gậy phép nữa mới ác á chứ. Hôm nào đi khám phá mình nhớ mình mang theo gậy phép mới được. Có gì vô học lỡ mấy cái phép của mấy ông pháp sư coi. Đi cà khịa mấy con quái nữa. Ô, phù thủy. À, chơi thuốc độc. Phù thủy chơi thuốc độc nè. Tội nghiệp con cáo không? Con cáo của ông ta nữa, dụ dỗ con cáo chơi đồ giống bà phù thủy kìa. Trời ơi, tội nghiệp nhỏ không? Đừng. Hình quá, không sao. Suýt nữa thì đi một em cáo vô tội rồi. Ép nhỏ chơi đồ, khó chịu chưa? Rồi, giờ thì cưỡi Storm Falcon đi tiếp nha. Đi. Echo Island.
Sao hôm nay có vẻ là không được may mắn trong cái khâu mà tìm trứng rồng ấy nhờ. Mình không gặp thêm một cái loại, một cái tổ rồng khác nào luôn á, để tìm một loại trứng rồng khác để ấp nữa. Su cà na thiệt. Ui, nhưng mà khoan, đằng này có một cái con rồng lửa. Đây là loài rồng rất là nguy hiểm luôn em rồng ơi. Mặc dù anh biết là em mạnh đấy, nhưng mà anh không muốn em hy sinh đâu. Ngủ giùm anh cái. Ngủ yên nha. Trận chiến này chỉ một mình tham chiến thôi. Mình sẽ đánh bơm cảm tử trước. Mình sẽ chọi cái bơm này vô người đó. Chọi cái bơm này. Ôi no. Ôi xong rồi, chọi bơm gì là chết rồi. Nó chưa tức. Nó chưa tức. Mình sẽ ám sát nó. Ám sát nó thôi. Ám sát rồng. Chưa thức ạ. À. Chưa thức nè. Chưa thức nè. Chưa thức ạ. À. Cho người giấc ngủ ngàn năm luôn. Ám sát con rồng. Storm Vulcan, bay đi em. Ui dồi ôi, Storm Vulcan có muốn tham chiến nữa. Đi đi em, trời ơi. Ui mà em Storm Vulcan này đáng đồng tiền bát gạo lắm luôn á. Thấy mình bị quýnh là thức giấc, ba lại cứu liền. Được em ơi, phải vậy chứ. Anh em xương máu là phải vậy. Rồi đi ngủ đi. Bye bye hoài. Ngủ giùm cái. Vừa ngủ vừa bay kìa. Thấy tuyệt chiêu này đỉnh chưa. Ngủ đi. Đó 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 kìa, vừa ngủ vừa bay kìa. Rồi ngủ đi nào. Đừng có bay lung tam tung nữa. Mình tập trung chuyên môn coi. Mình sẽ lấy trước một lọ máu rồng á. Tại vì mình muốn ok, lấy máu rồi. Máu rồng lửa cũng được. Đây, mình sẽ nâng cấp lên luôn. Để tạo thành một cái cây What? Bắt buộc. Hay là phải trong bàn chế tạo mới được ta. Như vậy thì khi mà mình đã làm thành một cái cây saber và cường hóa rồi thì nó không cho mình ép máu rồng vô. Khó gì luôn á. Vậy là mình cứ tưởng, vậy là mình tính không bằng nó tính rồi. Không có nâng cấp trong lúc mà mình cường hóa được ha. Tiếc vậy. Ok, tranh thủ mình sẽ lấy thêm vảy rồng cũng như là xương rồng mang về dùng. Rồi xong phin. Rồi em rồng ngủ đó đi, cho nằm nghỉ ngơi đó. Được thiệt luôn á, mình không ngờ Tôm và Ken lại kiểu như gì đồng đội như vậy. Trời, con này trâu thế. Ủa, nó rơi ra cái gì kìa. Ui, Voodoo Bopper. Cái này nhìn, nhìn như một cái đồ chơi á. Nhìn ghê thiệt. Dead Puppet E-Active Charged Trigger 50%. Prevention of Darkness Cold Burning Suffocation. Allow you to prevent curtain tie update. Không biết nữa. Cái này có vẻ là xịn á. Mình sẽ thử để trên người coi. Coi có công dụng gì không. Ủa. Ở đây mình cứ tưởng là một bộ hóa thạch nhưng không. Là chỗ của trứng rồng. Bon Knapper. Kiểu như rồng xương hay sao ấy. Có chữ Bon kìa. Bon Knapper ha. Ồ cái gì. Cái gì tấn công vậy em. Mình tỉnh nào mới ngủ xong. Sung vậy. Em rồng mình mới ngủ xong hơi bị sung. Tấn công gì lung tung kìa. Đừng làm như vậy chứ. Không được cà khẻ. Ngủ đi. Cho ngủ tiếp á. Ui, vô tình mình lượm được một cái trứng rồng Bon Knapper. Im. Á vậy ở đây còn nó còn có một cái cây gì nữa nè. Mình nghi lắm. Mà quên cây kìa, mình có chặt được đâu. Cây tê nha. Có cây kìa mà không được, không cho chặt. Không hiểu luôn. Quảo huyệt. Rồi, bây giờ thì cưỡi rồng mình bay qua bên đây. Tại vì lúc nãy mình thấy bên đây nó có một cái giống như là công trình vậy á, không biết có phải hay không. Qua đây kiểm tra nào. Ngay ở dưới biển luôn, dưới mặt biển luôn. Ngay đây, đã, thấy chưa. Mình để ý mà, em rồng ngủ đi. Đừng bay lung tung.
Bây giờ mình mò đường vô trước rồi đó. Giờ cúp mình không có đập được rồi đó. À mình đập lá được mà. Ui, tính ra mình dùng tay mình đập còn nhanh hơn dùng cúp. Tay mình cũng đào được lắm đó chứ. Đừng đùa. Ơ mình, nhưng mà có vẻ ở dưới nước mình đào nhanh hơn. Ờ dưới nước mình đào nhanh hơn là ở trên đất liền ha. Nhìn chui xuống nước mình đào. Cái tay mình nó đào kìa. Tay mình còn xịn hơn cái cúp mình nữa. Bây giờ vô đây cái bắt đầu đào chậm rồi. Ủa đây là công trình gì vậy mà sâu? Mà sâu vậy? Đập thêm cái nữa coi. Ui nó tới gỗ rồi, nó tới gỗ rồi. Không cho dùng. Thiệt luôn á, bực thiệt. Chắc mình phải đổi dụng cụ sớm thôi. Ui đây là một cái căn phòng. Ui. Còn nhiều đường đi lắm. Slam thì trong đây mình làm được nhiều đồ không? Ui slam trong đây làm được nhiều đồ lắm nha. Giữ liền giữ liền. Cái này căn phòng này thì tương đối là chứa đồ cùi. Thở mình đi sâu hơn coi. Ui có nhện, có nhện, có nhện. Ui có nhện. Con nhện không dữ. Đó. Thủy tinh thì mình đập được. Lòng spawn thì không cho đập. Cay tiệt ra chứ. Khó chịu thế nhờ. Ồ có cái túi nè. Ồ túi sức mạnh. Im 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 im. Muốn vô tăng sức mạnh cho quýnh mấy con này coi. Cho các người tới cuộc. Cho các người tới cuộc kiểu. Con này đâu vậy? Anh em với nhau. Anh em với nhau mà đánh nhau hả? Ui con xương đen. No. Ui còn có cái tên này nữa. Tên này nguy hiểm. Tên này nguy hiểm dí trước. Để mình lấy cái vật tổ trường sinh. Xin cái vật tổ trường sinh liền. Ồ không được. Oh no 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 no. Chắc mình phải té rồi, lại khỏi đây quá. Ui còn có tên. Cái tên biết phân thân á, tên màu xanh đó là tên biết phân thân đó. Cẩn thận. Nguy hiểm nha. Này có thuốc tốc độ. Trời 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 ơi, trong đây nó chứa nhiều thuốc vậy. Rồi, có tốc độ rồi, chạy thôi. Có tốc độ là để chạy thôi à. Chun 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 chun. Nhọn 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 nhọn. Ui xương đen, xương đen. Đó đó, bây giờ xương đen đánh mình đã hết bị dính cái độc quy đờ rồi. Rất là tuyệt vời ha. Này lại có thêm căn phòng chứa rương nữa nè. Nhưng mà những căn phòng này chủ yếu là chứa đồ bình thường thôi. Mình lại tới một cái chỗ mà nó có một giống như tế đàn của những tên pháp sư á. Và lần này là như tế đàn của những tên pháp sư bắn rồi. Bắn thì bắn, vô liền. Vô liền. Vô liền. Oh no, oh no 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 no. Ui đóng băng. Ui chơi mà chơi đóng băng. Oh my god. Rồi. Chơi 3 đánh 1. 3 đánh 1 em rong. Thể hiện đi em. Thể hiện gì đó đi em. Help me. Vô cắn. Đúng rồi cắn đi em. Ê. Ai trời. Ai ngược. Trời ơi nó trượt. Mấy cái tên không kịp. No. Mình bị đóng băng không giải cứu kịp rồi. Em ơi. Suýt nữa thì anh bảo vệ được em rồi. Suýt nữa thôi nha chứ anh không bảo vệ được. Rồng mình bị chưởng hai cục băng vô mông cái ngất xỉu luôn. Khó chịu thiệt á chứ. Rồi và nó còn cho mình một cái Tranquil Crystal Orb. Cái này thì cộng cho mình tốc độ này. Im. Đeo vô. Và cái này thì sẽ giảm cái mana mình tiêu tốn đi khi mình xài phép á. Nghe cũng có vẻ khá là tuyệt vời đấy. Thích hợp khi mà mình xài phép thuật ha. Rồi bên đây lại có thêm một cái hóa tạch hay sao nè. Wow. Xịn đấy, thử coi. Xẻn đào không được luôn. Bây giờ mình có cúp, có rìu, có xẻn. Không cho mình đào, bắt mình lấy tay không đào. Nghe mà nó khó chịu. Bực thiệt á. Trời đất ơi. Sao nó không cho mình cái gì khác hết. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành up cái trứng rồng
Bone Knapper ha. Trứng rồng xương này nè. Để coi coi nó sẽ chạy bằng, mình nghĩ là nó sẽ chạy bằng máy ấp trứng rồng nhung nham á. Tại vì mình thấy xung quanh nó có nhung nham, đúng không? Chính xác. Mình đơn đúng rồi. Và mình sẽ cho thêm nhung nham vô để đảm bảo quá trình ấp nó sẽ không có bị thiếu hụt nhung nham nha. Đầy đủ nhung nham lúc nào cũng phải đầy bình. Rồi, đầy gần đầy bình rồi đó. Cái này là ta hồn ấp luôn. Bữa nay thì mình chỉ thu hoạch được thêm một cái loại trứng rồng mới thôi. Nên bữa sau thì mình cũng sẽ đỡ phải lo hơn cái về vấn đề thức ăn ha. Mình sẽ cố gắng nuôi thêm hai em. Đó chính là Blay Falcon nè, cũng như là Hyroptera ha, để cho hai em này có thể mau lớn và có thể cưỡi đi khám phá giống như Storm Falcon trong ngày hôm nay đó. Nói chung thì Storm Falcon tuy ít máu nha, nhưng mà rất là trung thành và ra sức bảo vệ mình khi mà mình gặp nạn. Đánh giá cho em ấy 10 điểm về cái tinh thần đồng đội luôn. Rồi, và cũng các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp cùng với những em rồng mới. Còn bây giờ thì bye bye. We'll be right back.